Để kỷ niệm ngày 30 tháng 4 giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Niceline sẽ hướng dẫn chúng ta cách vẽ một tòa nhà biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn bằng tính năng Edit Point kết hợp với Merge của PowerPoint. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật cắt hai góc rồi chỉnh điểm vàng để góc nhọn hơn. Mọi người nhấn chuột phải, chọn Edit Point rồi di chuyển các điểm đen để tạo nên hình dáng của Bitico. Riêng góc dưới bên trái sẽ có hai điểm trùng nhau, chúng ta nhấn chuột phải để xóa bớt một điểm. Sau đó mọi người kéo điểm trắng để tạo nét cong cho tòa nhà. Điểm ở cạnh trái, chúng ta kéo cong nhiều hơn để tạo phần đỡ cho mái hiên. Bước kế tiếp, chúng ta vẽ thêm một hình ellipse để làm mái hiên kết nối với phần cong chúng ta vừa điều chỉnh. Mọi người kéo chọn cả hai hình khối vào Shape Format, vào Merge và chọn Union để hợp nhất hai hình làm một. Sau đó mọi người vẽ thêm một hình vòng tròn, chỉnh điểm vàng để nét mảnh hơn. Chúng ta xoay hình khối 15 độ và di chuyển sao cho cắt qua phần trên của tòa nhà. Chúng ta chọn tòa nhà trước rồi chọn hình vòng tròn sau, tiếp tục vào Merge, chọn Subtract để tạo ra đường cắt cách điệu cho Bitico. Cuối cùng, chúng ta vào Shape Fill, chọn Gradient để tạo chuyển màu, qua đó giúp tòa nhà trở nên có hồn hơn. Vậy là chúng ta đã có thể vẽ tòa nhà Bitico biểu tượng chỉ với tính năng Edit Point kết hợp với Merge của PowerPoint. Với sức mạnh vượt trội của PowerPoint hiện nay, kết hợp với tư duy sáng tạo animation của Niceline, chúng ta hoàn toàn có thể tự tay thiết kế những phân cảnh hoạt hình, intro cực kỳ ấn tượng và đột phá giống như video này. Đến với khóa học PowerPoint của Niceline, chúng ta sẽ được cung cấp đầy đủ tư duy, kỹ năng cùng bộ công cụ để biến những ý tưởng thiết kế tưởng chừng như không thể thành hoàn toàn có thể bằng PowerPoint. Mong cả nhà sẽ ghé qua tham khảo khóa học PowerPoint online tại niceline.com để sở hữu trọn đời Office 365 và bộ công cụ ưu việt của Niceline, qua đó nâng tầm tư duy thẩm mỹ và chuyên nghiệp hóa kỹ năng thiết kế slide cùng các ấn phẩm sáng tạo bằng sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.